3 phút rồi thì tốt rồi. Thầy Đặc Phi thì em gặp thầy với tư cách cá nhân, thì nếu như mà không có Facebook thì em không có biết thầy. Mà em hâm mộ những cái người này, những cái người như thầy lâu lắm rồi. Có khi từ nhỏ đến lớn, xong tới một ngày nhận ra là không biết những người đứng sau cái dòng này người nào, người ta chắc đẹp lắm. Quá đẹp luôn, chắc hùng vĩ đúng không? Dạ, hùng vĩ rồi, tại vì những nhân vật người ta diễn lên luôn. Có phim Hồng Kông mà cả nước Việt Nam có phim Hồng Kông nghe nhập tâm luôn. Ru còn hơn có lời ru của mẹ nữa. Ai cũng vậy, tới mình đi tìm. Nếu không có Facebook thì không biết sao, thì thầy có thể chia sẻ cái bước của nghề của thầy rồi. Vì sao thầy cũng thầy cũng hiện ra giống như một con người bình thường đó. Ý là trước đây nghĩ những con người đó ở đâu, nước ngoài chứ không phải ở Việt Nam. nếu mà tương tự giống như ở nước ngoài á, thì em sẽ nghe tại sao giả, người ta đã nói rồi đó mà, tại sao ngươi lại hôn như mặt ta một cái giả, là cái kiểu nước ngoài. Còn ở xứ mình thì bắt đầu từ thập niên 90 thì mình mới bắt đầu hình thành cái đội ngũ lồng tiếng. Và em biết lý do tại sao mà mọi người hay nhớ tới những người xưa là bởi vì ngày xưa mình không có sự chọn lựa nhiều. Mình khoảng chừng 2-3 nhóm lồng tiếng thôi, thì quanh đi quẩn lại cũng có mấy anh chị em mà. Cho nên là nó tạo một cái dấu ấn đặc biệt trong lòng của khán giả. Tất cả mọi người đều nghe cái giọng đó được ru còn hơn giọng chủ tịch nước nữa, đúng không? Những cái ông đó đời nào mình nghe đâu, mà mình nghe rồi mình ngủ, coi đá banh rồi mình ngủ. Em qua Campuchia em cũng nghe giọng thầy, không biết có phải giọng thầy hay không nha. Còn phía Hồng Kông thì chắc cũng nghe giọng thầy nào đó. Thì lúc trước thì cho tới bây giờ gặp lại nhiều bạn trẻ giống như em này, thì thấy có phải thầy ngày xưa thầy hay làm cho Triển Chiêu không, trong phim Bảo Thanh Thiên á? Đúng rồi, thì nói chung là cũng đa số là mình lòng những cái vai Triển Chiêu, là một con người nghĩa hiệp. Thế là mọi người cứ tưởng tượng là ô vậy là ổng ở ngoài ổng cũng nghĩa hiệp lắm. Thế là không lẽ các bạn lại tưởng tượng là mỗi lần tôi xuất hiện ở bên ngoài là tôi mặc đồ đỏ rồi xong rồi giác cái kiếm. thì qua Facebook thì em mới thấy thầy hiện lên cái con người bình thường. Bạn Tấn Phát này cũng là con người bình thường. Tấn Phát là học trò của thầy. Dạ. Và như là bạn Tấn Phát cũng làm cái gì khác ngoài chứ không phải là chính. Nói chung là đa số mấy bạn mà theo đuổi nghề lồng tiếng hiện nay thì ai cũng có cái nghề tay trái. Dạ. Mà thậm chí nó cũng là nghề tay mặt luôn chứ không phải tay trái. Dạ. Nữa. Chủ yếu đến với nghề này là vì đam mê nhiều hơn. Dạ. Rồi chính cái đam mê đó cái nó tạo ra được. Còn bản thân thầy thì từ đó giờ dạy học trò không có thu phí. Dạy là mình vô để mà làm cái này luôn chứ không phải là mở một cái trường dạy. Đúng rồi, giống mình như em thấy MC Thanh Bạch khi mà thành danh thì có rất là nhiều cái khóa dạy MC. Nhưng mà thầy dạy lòng tiếng, thầy dạy để nhận vô trong đây. Đúng rồi, tại sao thầy không mở cái lớp cho những cái bạn trẻ ngoài giống như nhà của con tên đi, thầy mở cái lớp. Tương lai sắp tới thì thầy dự định mở một cái lớp chính quy. Nhưng mà từ đó giờ thì cho tới có suy nghĩ như bây giờ thì toàn là dạy học trò không lấy tiền. Mình chủ yếu mình dạy các bạn không phải như các nơi khác mà A, B, C, D từ vỡ lòng rồi cho tới nâng cao. Mình bởi vì mình không có thu phí cho nên là tất cả mọi thứ mình dùng cái kinh nghiệm. Mình dẫn các bạn đi đường tắt nhiều hơn là các bạn phải giáo trình hơn mà. Đúng rồi. Ta nói là thao trường đổ mồ hôi mà chiến trường mất đổ máu mà. Còn mình thì mình cho nó ra thao trường trước, khỏi có mình thao trời, khỏi có ra ở chơi thao trường, toàn là vô là xa trường không à. Rồi mình dẫn chắc nó đi, dẫn nó đi từng bước, rồi nó cũng phải té dập mặt dập mày, rồi mới liếu lên liếu xuống, rồi lúc đó nó mới bắt đầu nó cứng cáp được. Nhưng mà mỗi lần mà nó té, mỗi lần mà nó quỵ, nó gục ngã
thì mỗi lần nó gượng đứng lên là nó đã có thêm nhiều kinh nghiệm. Đó. Chung là bỏ qua những cái khâu lý thuyết hết á, những cái khâu lý thuyết chữ nghĩa này nọ là bỏ qua hết. Cái đó, cái đó nó cũng tốt mà nó cũng không tốt. Thật sự mà nói nó không tốt là gì? Nếu mà những bạn mà họ năng khiếu họ không được tốt, hoặc là họ bật chậm hơn những người khác thì họ sẽ bị đào thải nhanh. Mình cái phương pháp của mình thì nó giúp cho những bạn mà có năng khiếu, có chất giọng, có đam mê và có sự kiên trì. Chứ nếu mà mình không kiên trì, mình không có mài dũa liên tục thì khó trụ lại. Vậy giờ câu hỏi cuối cùng là cái này cá nhân em cũng có mà cái vùng miền em cũng có. À, trước ở đây em có thi cái game show việc làm, thì em lọt vô trong vòng trong cuối cùng là điểm em cao hơn, nhưng mà em bị loại. Ta nói nhỏ em là cái giọng quán nó không hợp với lại cái chương trình này, chương trình giải trí. Thì ví dụ như em bước mà ngoài Đà Nẵng cũng có những cái người giọng hay như vậy, nhưng mà tại sao văn hóa nghệ thuật ngoài Đà Nẵng không phát triển và người Đà Nẵng lại phải vô đây, Mỹ Tâm, Trường Giang này kia, Hòa Linh lại phải vô đây, mà cái văn hóa nghệ thuật ngoài đó nó không có phát triển đa dạng như đây? Thì ý kiến cá nhân thầy như thế nào về cái đó là thứ nhất, xong thứ hai là có thể phát triển ở Đà Nẵng cái ngành lồng tiếng và văn hóa nghệ thuật nói chung như vậy hay không? Cái đó nó cũng có một cái khó. Thí dụ mà thầy như, có công nhận có sự thật như vậy hay không? Sự thật là như vậy, vậy tại vì tự nhiên nghiễm nhiên cái xứ miền Nam mà đặc biệt là cái vùng đất Sài Gòn này, thì cái thí dụ như về chính trị đi thì chắc chắn là không phải Sài Gòn rồi. Chính trị đã nằm ở vùng miền Trung, miền Bắc. Còn miền Nam em để ý từ xưa tới giờ là vùng đất của nghệ thuật. Mà nghệ thuật thì cũng chưa hẳn là người miền Nam làm bá chủ nữa, mà toàn là người miền Bắc, người miền Trung. Và cũng có người miền Nam, nói chung là cộng hưởng lại ở trong em, cái... Em đang nói cụ thể vô cái giọng luôn. Thì đó là cái giọng á, cái riêng về cái giọng thôi. Thì tại vì sao? Cái chất giọng của miền Nam nó vừa dễ nghe, nó vừa đồng điệu của các miền. Miền nào cũng nghe được hết. Thì thí dụ như là cải lương đi. Cải lương miền Trung nghe cũng được nè. Và đồng bào miền Bắc nghe cũng được đó. Nhưng mà có chắc là hát chèo miền Nam nghe được không? Đúng không? Đó là như vậy. Cái tự nhiên đặc trưng của cái giọng miền Nam là tự nhiên nghiễm nhiên được mọi người công nhận là một cái giọng gì đó nó có thể đại diện cho tất cả các vùng miền. Mọi em người em nói luôn là nó là cái quyền lực mềm đó. Đúng rồi, tại vì em đi đi đến ngoài đó, Campuchia, Singapore hay là Thái Lan mà nghe cái quán đó nó mở nhạc hải ngoại á, thì chỉ có mở nhạc hải ngoại là biết người Việt kiều, không có bao giờ mở nhạc ngoài như nhà Trung hay miền Bắc. Thì nó ăn sâu rồi, nó trở thành giống như cái việc cái dân tộc của quốc gia đó. Rồi cái thứ hai nữa là thầy có giải pháp cho cái miền Trung không? Em mời thầy ví dụ đi. Cái giải pháp cho miền Trung là một. Thứ hai ví dụ mai mốt thầy có ra Đà Nẵng, em mời thầy vô cái tòa nhà hành chính Trái Bắc chẳng hạn, thầy phát biểu gì đó trong cái ngông ngồi dưới gầm nghe tê đi. Em nói thiệt. Cái đó là sẵn lòng. Sẵn lòng, nếu như ở ngoài đó có ai nó ngỏ ý mời mình thì mình ra sẵn sàng. Về một đề tài nào đó về cái công việc chuyên môn lồng tiếng, chứ còn mà nếu mà rộng ra hơn nữa về gì đó lĩnh vực chính trị gì đó thì chắc chắn là mình không thể nào rồi. Nhưng có một cái thứ mình thấy là mình có thể mang lại nhiều cái hay cho giới trẻ, tại vì theo thầy để ý hiện nay giới trẻ mình cũng rất là năng động hơn bản thân thầy ngày xưa nữa. Như mấy tụi này nè, thì tiếng Anh, tiếng U hay là về kiến thức văn hóa tụi nó rất là hiểu. Nhưng có một thứ mà nó bị hời hợt, mình không biết là do bản thân nó hay là do bản thân cái quá trình mà học ở trên ghế nhà trường mình có bị bỏ lơi nó qua về cái phần đó hay không. Đó là thầy muốn nói về cái vấn đề lịch sử, về các môn sử đó, mình có vẻ hơi bị hời hợt á. Cho nên là thầy thì thầy cũng không là một người yêu sử thôi, chứ cũng không phải là một người quá giỏi về sử, nhưng mà so với tụi nhỏ thì chắc có lẽ mình giỏi hơn đó. Thì
mình biết cái gì thì mình chỉ kể lại, thì ví dụ như mình có cái lợi thế là người ta nói giọng của anh đó, giọng của chú đó nghe nó ngọt ngào, nghe nó dễ đi sâu vào lòng người, thì mình dùng những cái câu chuyện lịch sử mà mình thấy gần đây là của bạn Phạm Vĩnh Lộc. Bạn đó không biết bao nhiêu tuổi Phúc? Dạ, bạn đó 9X đó, là dân dân Harry Potter đó, admin của Harry Potter, cái văn phòng của đó. Chính vì may mắn cho giới trẻ là mình không nói mà Phạm Vĩnh Lộc là một cái người giỏi nhất về sử, nhưng mà bạn nó có tâm huyết về sử đối với giới trẻ, và bạn ấy biết biết cách áp dụng cái chất trẻ, cái chất tươi, cái chất hiện đại vào trong lịch sử nước nhà, cho nên là bạn ấy viết ra những cái đoạn nhỏ. Thì cũng nhờ Phúc giới thiệu thì thầy thấy những cái đó nó rất là hấp dẫn, rồi mình dùng cái câu chuyện đó mình diễn tả bằng cái giọng nói của mình để mà tôn lên cái câu chuyện nó lên thêm. Thì lúc đầu mình cũng làm chơi chơi thôi, làm chủ yếu giống như gọi ta nói selfie với chụp hình selfie tự sướng vậy đó. Thì làm đăng lên thấy mọi người rất đón nhận, mọi người đón nhận rất là nồng nhiệt. Thì từ đó sau là cứ mỗi lần mà sau khi công việc rảnh rỗi rồi cái mình hay ngồi cái mình quay lại, mình vừa quay vừa đọc xong rồi post lên, thấy các bạn cũng nói chú ơi chú đăng tiếp đi, anh ơi đăng tiếp đi, thầy đăng tiếp, thì mình thấy có động lực thì mình cũng làm như vậy. Chỉ mục đích là như vậy thôi, mang cái những cái gì đó nó dễ hiểu, nó gần gũi mà nó là lịch sử của tổ tiên mình, của dân tộc mình cho các bạn hiểu thêm. Rất tiếc là hôm nay không có bạn Phạm Vĩnh Lộc có ở Sài Gòn, mà chưa bạn đó đang xưng là trẫm mà đi thăm thú gia đình bạn thì là chưa có xuất hiện. Còn em đến chính lại thì em kết nối mọi người là kiểu như là bây giờ Facebook nó cho em cái dân chủ đó, là ai em cũng hâm mộ hết. Nếu mình bên ngoài á, mình hâm mộ người nhỏ tuổi hơn mình á, mình bị cái sĩ diện mình, tao sao mà mày tao nể mày được. Nhưng mà trên Facebook mình, bạn đó nói like, bạn tấn phát nói hay, mình like, và bạn đó làm cho những người khác cười được, truyền cảm hứng cho người khác được, mình rất là nể phục bạn đó. Thầy truyền cảm hứng cho người khác, cả nước Việt Nam để biết cái giọng thầy. Thì em tìm ra được thầy, cái ngày mà em tìm ra được cái nick của thầy là em mừng lắm. Mà em nói anh chỉ muốn follow thôi, follow là hạ thằng chỉ muốn follow trẫm thôi. Nhưng mà cuối cùng là trẫm nói là mày ép fan tao đi là cho như dớt mày lên ngang hàng luôn rồi. Thấy vui lắm. Thì đó thì ai có hay á là mình nể, ai có hay là mình giống như mình cho lên thần tượng luôn. Chứ còn cái ông Quang ổng biết ý mình hay, nhưng mà anh khó mà anh nói cho mình hay lắm. Anh sẽ gọi mặt lại thích bác anh đó. Cái Facebook nó mang mọi người lại với nhau, thì cảm ơn Facebook hôm nay đã cho em cái dịp vô đây gặp những người như thầy, cái nối bạn Lộc Minh Phạm, rồi gặp bạn Tấn Phát đây. Tuy là lần đầu gặp nhưng mà nó thân que, tại vì mình có quan sát nhau trên Facebook cũng lâu. Cảm ơn thầy. Cảm ơn em, cảm ơn cái cục chả bò từ Đà Nẵng mang vô. Thì bữa nay em cũng kiếm đế em uống mình với chả bò. Cảm ơn bạn HTV luôn. Bạn này dành như danh phim đúng không? Nó giới thiệu giai cấu học trò luôn đó, trò lòng tiếng. Lòng những em ngồi đây ngồi lòng những cái câu tiếng Anh mà ra thành cái ngôn ngữ Sài Gòn là hay. Cảm ơn bạn.